Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Kiếm Hiệp Vâng thưa quý vị và các bạn Trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay Kênh Chuyện Kiếm Hiệp sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tiểu thuyết Bát Tuấn Đồ của tác giả Giả Cổ Long Phần thứ 5 Hồi thứ 16 Bốc Chủ Tiên Sinh Tùy Hòa Thượng nghe tiếng gõ cửa Lòng mừng khớp khởi, nó mở cửa phòng gặp Tuấn Phong hỏi luôn thái công tử có gặp được họa nhân tiên sinh gia cát lâm không tuấn phong bước vào khép cửa lại gia cát tiên sinh đã bị sát hại rồi túy hòa thượng tròn mắt hả thế thái công tử biết ai sát hại lão danh họa đó không tuấn phong thở dài tài hạ chỉ nghi ngờ thôi theo như tài hạ suy đoán người sát hại gia cát tiên sinh chỉ có thể là vị cô nương vị cô nương nào tài hạ không hỏi tên Tuấn Phong thuật lại tất cả những sự việc xảy ra tại Trúc Lâm Viên. Tí hòa thượng cau mảy, Tuấn Phong hỏi luôn. Ra các tiên sinh có di bút lại hai từ đào hoa. Tuấn Phong không hiểu được hai từ đó nên mới quay về đây thỉnh giáo đại sư. Tí hòa thượng cầm bầu hồ lô ngỡ cổ tu ẩn ngực, Lão đặt bầu hồ lô dở xuống chân. Lạ thật. Tuấn Phong nôn nóng. Đại sư thấy có gì lạ rất lạ là đằng khác sao ra các tiên sinh chỉ ghi lại hai chữ đảo hoa. Đảo hoa có ý nghĩa gì? 40 năm từng trải ra hồ dọc ngang từ Bắc Chí Nam. Túy Đại Sư cũng không hiểu được hai từ này ư. Túy Hòa Thượng chắp tay đến đứng bên cửa sổ. Lão nhìn dòng thác nước trắng xóa xa xa mà suy nghĩ. Đột nhiên Túy Hòa Thượng quay lại nhìn Tuấn Phong. Thái Thiếu Hiệp. Nhất thời Thiếu Hiệp hỏi bần tăng quá đột ngột nên chưa thể trả lời được nhưng nếu như bần tăng không giải đáp được cũng biết một người có thể lý giải cho thiếu hiệp đại sư người đó là ai vậy theo như suy nghĩ của hòa thượng say này nhất định chỉ có bốc trù tiên sinh lý giải được thế bốc trù hiện nay đang ở đâu tí hòa thượng dốc mồ hồ lô tập thêm một ngụm rậu lớn nữa bốc trù tiên sinh là lão thầy tướng nay đây mai đó không một chỗ ở nhất định tìm lão chẳng khác nào mò kim đáy biển làm sao tìm được lão tướng số đó hòa thượng say này cũng chưa có cách gì tìm được gã mà việc này có gấp lắm không tuấn phong lắc đầu tý hòa thượng cười khẩy một tiếng không gấp là được rồi hòa thượng say biết đâu sẽ suy nghĩ ra lời lý giải cho thiếu hiệp lão bước đến cạnh bên chàng thái thiếu hiệp sao về đây có một mình vậy còn ngọc điệp lý phi tử đâu tuấn phong liền kể lại chuyện quần hào giang hồ kéo đến trúc lâm viên chàng và lý phi tử không muốn gặp họ nên chia làm hai đường trở về đây Túy Hòa Thượng gật đầu, thái thiếu hiệp nghĩ như vậy rất hay, quan hào bạch đạo mang tiếng là chính nghĩa, nhưng chưa hẳn ai cũng là quân tử đại trưởng phu, mà ngược lại Hòa Thượng say này còn đánh giá khác nữa, ai trong bọn họ cũng đều đeo nặng tham vọng làm chủ vô lâm thiên hạ mà thôi." Tuấn Phong mỉm cười, "Sống trong đời này ai mà chẳng tham chữ danh chữ tài và chữ tình." Túy Hòa Thượng nhìn ra ngoài cửa sổ, lý phi tử chưa trở về lão hòa thượng say này cảm thấy có chuyện gì rồi tuấn phong cao mày hỏi lý Mội của tại hạ có chuyện gì đại sư có thể nói cho tại hạ biết được không túy hòa thượng thở hắt ra một tiếng lão hòa thượng này võ đoán mà thôi xét về võ công của ngọc điệp lý phi tử và thái thiếu hiệp khinh công thì nàng không thể sánh bằng vô tướng đại pháp của thiếu hiệp nhưng võ công của nàng cũng không thể về trễ hơn thiếu hiệp lâu như vậy được tuấn phong lắc đầu túy đại sư nghi ngờ lý muội túy hòa thượng quay lại nhìn chàng nói ra thái thiếu hiệp đừng buồn quả thật bần ta có nghi ngờ ngọc điệp lý phi tử đại sư nghi ngờ chuyện gì túy hòa thượng lại dốc bầu hồ lô tập một ngụm lớn ngụm rượu đó quá lớn nên hai mép lão nhiễu cả rượu lão chùi mép nói lý phi tử trước đây đã từng mang tiếng là dâm nữ số một trên giang hồ trước đây khoảng bao nhiêu lâu khoảng ba niên chuyện đó mọi người đều biết từ những nhân vật bạch đạo đến các nhân vật ma đạo kể cả bọn cái băng hạ đẳng bần cùng cũng biết thị tuấn phong thở dài một tiếng có lẽ đó chỉ là những lời ác miệng của mọi người gắn cho lý muội mà thôi bần ta cũng hơi ngỡ ngàng quả là những ngày vừa qua cùng ở chung với thiếu hiệp và ngọc điệp lý phi tử ta cũng có ý nghĩ như thiếu hiệp nhưng việc này quả là bất ngờ vô cùng có thể lý phi tử chỉ giả vờ với thiếu hiệp tuấn phong không nghĩ như đại sư nàng đối với tại hạ rất đoan trang và giữ đạo nghĩa luân thượng bần tăng thấy mới thắc mắc chứ một người nói lý cô nương là dâm nữ bần tăng có thể tin nhưng đằng này ai cũng khẳng định như vậy hết chứng tỏ có uẩn khúc gì đó trắng đen rồi sẽ rõ ràng nhưng tại hạ vẫn tin lý muội là người đoan chính không như những lời thị phi trên giang hồ bần tăng chỉ nói với thái thiếu hiệp để thiếu hiệp phòng bị tại hạ không bao giờ phòng bị với lý muội của mình tuy thiếu hiệp nếu lý muội là dân nữ cũng chưa chắc đã làm gì được tại hạ túy hỏa thượng khoát tay thái thiếu hiệp đừng nói vậy nếu quả như ngọc điệp lý phi tử đúng như lời đồn đãi của giang hồ thiếu hiệp phải tránh xa nặng tại sao phải tránh bởi vì ngọc điệp lý phi tử luyện tà công dụng nguyên ngươn của nam nhân để tổ thành hàn băng trưởng nếu như thiếu hiệp bị nàng lợi dụng luyện công nhất định sẽ bị tẩu hỏa nhập ma sẽ không còn cơ hội luyện công được nữa mà trở thành phế nhân vô dụng đại sư biết đã có bao nhiêu người trở thành phế nhân bởi tà công của lý muội không sao kẻ xiết nhưng tất cả những gã phế nhân đó đều không một chút oán hờn lý phi tử tại sao như vậy bởi nàng là một mỹ nhân tuấn phong rúng động cả tâm can đại sư chàng muốn nói cho túy hòa thượng biết về chân diện mục của lý phi tử nhưng rồi lại lắc đầu nhủ thầm mình sẽ điều tra sự thật nếu quả nàng làm ma nữ di hại giang hổ tha giết chứ nhất định không để sống tuấn phong hỏi túy hòa thượng đại sư có thể cho tài hạ biết người nào đã bị lý muội biến thành phế nhân túy hòa thượng nhìn chàng thái thiếu hiệp có gặp những người đó cũng vô ích mà thôi bởi họ sẽ không bao giờ nói cho thiếu hiệp biết gì ngoài một cái mỉm cười và khẳng định ngọc điệp lý phi tử là một dân nữ nhưng họ sẵn sàng vì dân nữ mà hiến chân ngươn tuấn phong thở dài tại hạ nhất định điều tra cho rõ trắng đen về thân phận của lý muội bần tăng chỉ muốn cảnh cáo với công tử tại hạ đa tạ đại sư chỉ giáo túy hòa thượng như nhìn thấy nỗi u hoài hiện lên trong đáy mắt của tuấn phong lão khét thở dài một tiếng rồi cầm bầu hồ lô trao cho tuấn phong lòng dạ nữ nhân không ai có thể đo lường được thái thiếu hiệp đừng buồn tuấn phong lắc đầu tại hạ không buồn chỉ thất vọng mà thôi nam nhi đại Trượng phu không bao giờ thất vọng về chuyện nhi nữ túy hòa thượng vừa nói vừa thở dài một tiếng trong tiếng thở dài của lão tiềm ẩn một uẩn khúc không thể nói ra được túy hòa thượng chỉ bảo hồ lô khi ta buồn có thể dùng rượu để tiêu khiển giải khuây rồi thiếu hiệp sẽ nhận ra sự thanh thản đó tuấn phong gật cù dốc bảo hồ lô tu một ngụm lớn chàng đặt bảo hồ lô xuống chân túy hòa thượng rượu của đại sư ngon thật túy hòa thượng bật cười khanh khách lão cắt ngang chẳng cởi đó nói với tuấn phong thái thiếu hiệp rồi đây giữa bần tăng và thiếu hiệp sẽ có mối quan hệ chi kỷ chi âm tại hạ cũng nghĩ như vậy tuấn phong nhìn dòng thác trắng qua cửa sổ chẳng thầm nghĩ sao đến bây giờ lý phi tử vẫn chưa về đã có chuyện gì xảy ra với nàng rồi sao tuấn phong nhìn túy hòa thượng nói túy đại sư lý mọi vẫn chưa về tại hạ chắc phải quay trở lại tìm nàng bần tăng sẽ đi cùng với thiếu hiệp đại sư thích trong người thế nào hòa thượng say này bình phục hẳn rồi chúng ta đi hai người rời thư phòng bước ra ngoài hành lang túy hòa thượng vừa đi vừa nói thái thiếu hiệp nếu như sự suy đoán của bần tăng là sự thật thiếu hiệp đừng vì tiểu tiết mà mềm lòng tuấn phong nhướng mày thái gia gặp hoạn nạn chỉ còn duy nhất một mình thái tuấn phong còn sống chí cầu mang nặng hai bên vai chẳng lẽ vì nhi nữ lăng loạn mà tuấn phong mềm lòng sao nhưng tại hạ vẫn không tin lý muội là dân nữ lăng loạn bần tang cũng hy vọng như vậy hai người vừa bước xuống tiền sảnh thì từ ngoài cửa bước vào một lão bốc sư tay cầm tấm liễn ghi hàng chữ thông thiên huyền cơ khai minh vừa thấy lão bốc sư túy hòa thượng đã băng đến bốc lão huynh bốc lão huynh bốc tiên sinh nhìn sững túy hòa thượng rồi reo lên a hảo bằng hữu lão say rượu hảo bằng hữu tuấn phong đã đến bên hai người Túy Hòa Thượng quay sang nói với chàng Tìm dòng thì gặp được dòng Đây là bốc chủ tiên sinh mà bẩn tăng đang nói với thiếu hiệp Tuấn Phong ôm quyển xá một xá Hạnh ngộ, hạnh ngộ với tiên sinh Vãn bối là Thái Tuấn Phong Bốc chủ tiên sinh nhìn sững chàng Thái Tuấn Phong Tiểu bối đây là hậu duệ duy nhất còn lại của Thái Gia Trang Tuấn Phong ngạc nhiên vô cùng Chưa gặp mặt lần nào thế mà lần đầu tiên diện ngộ Bốc tiên sinh đã biết Tài hạ thật ngưỡng mộ túy hòa thượng chen vào bốc chủ lão huynh lão hòa thượng say này đang tính đi tìm lão huynh nhưng chẳng biết rồng ở nơi đâu thế mà tình cờ gặp ở đây thật là may mắn chúng ta phải uống cho đến khi hết rượu ở cái cung thủy điện này thôi bốc chủ tiên sinh cười khẩy một tiếng lâu quá rồi bốc chủ này chưa được đối ẩm với một ai có tiểu lượng ngang với mình ngoài túy hòa thượng nhưng bốc chủ này muốn hỏi lão hòa thượng phá giới ngươi bốc huynh muốn hỏi gì hòa thượng say đã dùng rậu lâu ngày không biết có quên được dĩ vãng không túy hòa thượng bật cười sằng sặc lão cắt chẳng cười đó ưỡn ngực nói tất nhiên là quên nhưng nhưng thỉnh thoảng vẫn nhớ hòa thượng say này không thể qua mắt bốc khuynh được bốc trù nhìn qua tuấn phong những người như túy hòa thượng dùng rượu để quên nhưng càng uống càng nhớ chỉ khi nào nó chẳng còn biết gì nữa thì mới quên bốc trụ bật cười đúng không nào túy hòa thượng vỗ tay đúng rất đúng lão quay lại tuấn phong thiếu hiệp tuấn phong cướp lời lão đại sư đừng gọi văn bối là thiếu hiệp nghe khách sáo lắm vậy thì tiểu huynh đệ tuấn phong mỉm cười túy hòa thượng nói tiếp hôm nay diện ngộ được với bốc chủ lão hòa thượng say này cùng với bốc chủ huynh sẽ say một bước quên hết cả mọi chuyện tuấn phong gật đầu Sợ tưởng luận của ván bối không thể bị được với đại sư và bốc tiên sinh. Hơn hay không không thành vấn đề. Chỉ biết ba chúng ta sẽ say thôi. Thúy Hòa Thượng quay lại bốc chủ tiên sinh. À mà sao hôm nay lại may mắn gặp được khuynh ở Kim Lăng Thành. Thiên cơ bất khả lộ. Nhưng tối hôm qua bốc trụ này nhìn trời thấy sao băng chiếu về hướng Bắc. Nếu bốc mẫu đoán không lầm. Có lẽ danh họa ra các tiên sinh đã quy tịch rồi. Tuấn Phong nhìn sững bốc trụ tiên sinh. Tại sao tiên sinh biết quả đúng như vậy Chính tiểu bối đã trôn xác ra cát lâm tiên sinh Bốc trù thở dài một tiếng Bốc lão này đã đến trễ một bước Túy hỏa tượng khoát tay Thôi bỏ tất cả đi Chúng ta uống rượu thôi Lão vừa nói vừa kéo bốc trù và tuấn phong Đến chiếc bàn xếp tít trong góc Bốc trù lắc đầu Chúng ta không thể uống rượu ở đây được Tuấn phong nhìn bốc trù Vì sao vậy Ở đây sắp biến thành ngọn lửa khổng lồ nếu chúng ta uống rượu ở đây sẽ mất hứng khi ngọn hỏa sơn bùng cháy lúc nào sẽ cháy bốc lão chưa thể nói được lão quay qua túy hỏa thượng Hòa thượng sai chúng ta cùng uống rượu như mọi lần chứ túy hòa thượng này rất hứng khởi bốc trù cùng với túy hỏa thượng và tuấn phong rời cung thủy điện tiến về hướng bắc thành kim lăng tuấn phong không biết lão thầy tướng này dẫn chẳng đi đâu nhưng phong độ cốt cách của lão khiến cho chàng rất hứng khởi ba người ra ngoài thành kim lăng bằng cửa bắc đi bộ năm dặm đến một gian tròi tranh được che tạm bỡ trong một khu rừng vắng bốc chủ nói trong này có sẵn rượu nhưng ta nghĩ bờ hồ lô của lão say này cũng không thiếu rượu túy hòa thượng giơ cao bờ hồ lô rượu của hòa thượng say này có đổ cho mọi người uống còn bốc mỗ có thể châm đầy bình của lão bốc trù vừa nói vừa tiến đến mở một nắp hầm lôi lên vò rượu nặng khoảng mười cân lão đặt vò rượu trước mặt túy hòa thượng thỉnh lão say túy hòa thượng bật cười giòn lão nhún vai bốc huynh tính bắt lão thầy tăng này bưng cả vò rượu sao võ công của ngươi lâu ngày không tiến bộ ư bốc trù vừa nói vừa áp hai tay vào vò rượu một vòi rượu nhuyễn phun lên từ cái vòi bằng sành ấy túy hòa thượng phấn trí được được lão vừa nói vừa ghé miệng và hứng vòi rượu uống ẩn ực bốc trù buông tay ra túy hòa thượng xoa cẩn cổ sướng quá sướng quá Bốc trù quay lại Tuấn Phong Tiểu huynh đệ uống chứ Tuấn Phong gật đầu rồi nói Tẩu lượng của tiểu tốt rất khiêm tốn Không thể uống như túy hòa thượng được Thế thì có cách uống khác Bốc trù vỗ nhẹ vào vò rượu Một bụm rượu từ trong vò nhảy thoát lên cao Kẻ một đường vòng cung la đà Bay từ từ đến trước mặt Tuấn Phong Chàng há miệng đón bụm rượu đó Mà tỏ ra không phục bốc chủ tiên sinh Bốc chủ nói Tới lão phu túy hòa thượng khoát tay để hòa thượng say này tiếp huynh chứ ta đang chờ lão đó túy hòa thượng cũng đặt hai tay vào vò rượu lại một tia rượu nhuyễn phun lên bốc chủ ghé miệng uống ẩn ực thấy túy hòa thượng và bốc chủ thi thố ngợi lực mà tuấn phong thẩm nghĩ biết đến bao giờ mình mới đạt thành võ công như hai vị tiền bối này bốc chủ uống rượu xong nhìn sang tuấn phong lão phu xem mặt tiểu huynh đệ thấy được vẻ u hoài trong đáy mắt của ngươi chắc chắn sắp có chuyện xảy ra với tiểu huynh đệ lão nhân đầu nhìn tuấn phong nếu tiểu huynh đệ không cẩn thận sẽ gặp đại họa trong đêm nay nhưng sau đại họa này tiểu huynh đệ sẽ có kỳ duyên lớn không ngờ tuấn phong nhau mày nhìn bốc trổ tiên sinh có thể nói cho vãn bối biết đó là đại họa gì không bốc trụ mỉm cười cầm tay trắng viết luôn chữ tình lão vừa viết vừa nói nếu công tử không cẩn trọng chữ tình có thể là đại họa lớn nhưng cũng có thể là hồng phúc của ngươi thiên cơ lão phu chỉ nói được bao nhiêu đó thôi tuấn phong thở dài túy hòa thượng nhìn chàng rồi nói với bốc chủ tiên sinh nhân gặp bốc lão huynh ở đây hòa thượng say muốn hỏi một chuyện bốc chủ nhìn túy hòa thượng bốc chủ này có thể đoán được câu hỏi của lão hòa thượng say chắc chắn trước khi viên tịch ra các tiên sinh có để lại vật gì đó khiến các vị không lý giải được tuấn phong ngạc nhiên vô cùng chàng quả thật không ngờ bốc chủ lại có thể biết được việc nhỏ đó túy hòa thượng nói Bốc huynh quả có thần cơ diệu toán như thần Chuyện đó cũng dễ thôi Bởi bốc trù này là chi kỷ của danh họa Gia Cát tiên sinh mà Trước đời hai năm Bốc mỗ đã cảnh cáo Gia Cát Lâm Không nên nhận bức họa bát tuấn đỏ Nhưng y không tin nên đại họa diệt thân mới đến Tuấn Phong thở dài nói Thái gia chàng cũng vì bức họa bát tuấn đỏ Mà chẳng còn một ai sống sót ngoại trừ vãn bối Do bận lên kinh thành trưởng an dự kỷ thi khôi nguyên Bốc trù thở ra theo mạng vận của tiểu huynh đệ đáng ra bảng vàng khôi nguyên kỳ này đã thuộc về ngươi rất tiếc không ai cãi được số trời bốc chủ quay sang túy hỏa thượng chúng ta uống tiếp chứ túy hỏa thượng gật đầu lão này ghé miệng hứng vòi rượu do bốc chủ tiên sinh dụng nội công đẩy lên túy hỏa thượng khà một tiếng thật sảng khoái lão hỏi bốc chủ tiên sinh thế bốc lão huynh có biết họa nhân ra cát lâm để lại vật gì không bốc chủ mỉm cười nhìn lão nếu Gia Cát Lâm không để lại bức họa bắt Tuấn Đổ thì nhất định phải để lại bút tử Đúng, lão say này tâm phục khẩu phục bốc lão huynh, mời lão huynh. túy Hòa Thượng đặt tay vào vò rượu dụng nội công đẩy vòi rượu lên. Bốc chủ tiên sinh không hề khách sáo ghé miệng uống ẩn ực. Lão khà ra một tiếng hỏi túy Hòa Thượng, họa nhân Gia Cát Lâm để lại cái gì? Lão chỉ để lại hai chữ đảo hoa. Bốc chủ tiên sinh cau mày, Tuấn Phong hỏi. Tiên sinh có thể lý giải cho vãn bối biết hai chữ đó không? Bốc chủ nhìn chẳng. Đào hoa. Chắc chắn sau hai chữ đào hoa đó là chữ thôn. Đào hoa thôn. Tuấn Phong lặp lại. Đào hoa thôn. Túy hòa thượng nhịp năm ngón tay vào bầu hồ lô rượu. Chẳng lẽ bắt tuấn đồ có liên quan đến đào hoa thôn? Bốc huynh có thể lý giải thêm được không? Bốc chủ bấm đoạn một lúc rồi tỏ lộ sự trầm tư. Nó thả ra một tiếng quay sang thái Tuấn Phong tiểu huynh đệ đã chôn ra cát lâm tiên sinh tuấn phong gật đầu chính tay vãn bối chôn xác ra cát lâm tiên sinh bốc trù chiêm ngưỡng chàng tiểu huynh đệ nên đến đào hoa thôn nhất định phải đến dù cho đến đó có gặp trăm ngàn trân chuyên, chuyên cũng phải đến tuấn phong gật đầu vãn bối sẽ đến bốc lão phu chỉ có thể nói đến đây thôi à hình như cung thủy điện đã bốc cháy rồi thì phải tuấn phong nhìn sững lão chàng tỏ ra tò mò và thắc mắc nhủ thầm Chẳng lẽ bốc tiên sinh ngồi đây uống rượu vẫn có thể biết được cung thủy điện bốc cháy à? Thắc mắc như vậy chẳng nên đứng lên bước ra khỏi tròi tranh nhìn về thành kim lăng. Cả một khoảng trời sáng rực trong mắt Tuấn Phong chẳng vội quay vào. Nhị vị tiền bối có đám cháy ở kim lăng. Bốc chủ nhìn chẳng. Tiểu huynh đệ đừng bận tâm làm gì. Lẽ tạo hóa vật được sinh ra cũng theo sự tuần hoàn đến lúc phải tận diệt mà thôi. Bốc chủ tiên sinh ngắm Tuấn Phong mạng của tiểu huynh đệ rất lớn nhưng sẽ nặng chữ tình lão quay sang túy hỏa thượng đừng theo bước gã say này mà phí bỏ mạng vận tiểu bối đa tạ sự chỉ giáo của tiên sinh bốc chồ nhìn chàng tiểu huynh đệ hãy đi đi tuấn phong nhìn túy hỏa thượng ván bối có chuyện phải đi đại sư và tiên sinh cứ tự nhiên uống rượu bàn chuyện vị lai quá khứ ván bối sẽ quay về ngay túy hỏa thượng rậm đứng lên bốc trù kéo tay lão ngồi xuống túy hỏa thượng quay lại bốc chồ lão hỏa thượng say này cần đi theo tuấn phong bốc chỗ lắc đầu ta không thổ lộ được thiên cơ nhưng ta biết mạng của lão không cao bằng tiểu huynh đệ đây hãy ở lại uống rượu với ta tuấn phong ôm quyển giá bốc trổ lời của tiên sinh như sấm thần xin đại sư ở lại uống rượu với tiên sinh há chẳng phải lão đại sư đã từng nói đêm hội diện này là hồng phúc sẽ uống đến say mềm sao bốc trù gật đầu tiểu huynh đệ nói rất đúng tuấn phong ôm quyền xá bốc trù vãn bối xin kiếu tử Chàng quay lưng trổ vô tướng bộ pháp thoát đi luôn túy hòa thượng nói với bốc trụ bốc lão huynh sao không cho lão hòa thượng say nảy theo hỗ trợ y y là một người tốt đúng là chính nhân quân tử ta sợ y có mệnh hẹn nào sẽ mất một đóa kỷ hoa bốc trụ nhìn túy hòa thượng ta không thể nói được thiên cơ nhưng theo bổn mạng của vị tiểu huynh để đó y có thể chiếm bảng vàng khôi nguyên thì mạng rất lớn chỉ sợ y vì tình mà đánh mất cái mạng đó thôi lão thở ra một tiếng nói tiếp lão say là chi kỷ của ta bốc chỗ này đã lộ thiên cơ coi như đã mất một cái mạng vì lão rồi đó lão phải uống với bốc mỗ đây được hai chúng ta sẽ uống đến khi nào hết rượu trong cái tròi này tuy hòa thượng vừa dứt lời thì bên ngoài tròi tranh có tiếng động tuy hòa thượng toan đứng dậy nhưng bốc chỗ đã cản lão lại ngươi đừng bận tâm không một ai có thể vào được tròi tranh này đâu chúng chỉ lảng vảng bên ngoài thôi chúng ta đang ở trong trận pháp bốc chủ gật đầu túy hòa thượng khẩn trương còn thái tuấn phong thì sao y đâu thể ra khỏi đây được bốc trụ lắc đầu trận pháp ta dựng ở đây có tên là nhiếp thần mê trận khi nào chính bốc mỗ dẫn vào thì sẽ ra được ngược lại chỉ như người mù đi quanh đi quẩn. chẳng có đường vào mà cũng chẳng có đường ra lão hòa thượng say này may mắn được kết nghĩa huynh đệ với bốc huynh càng lúc hòa thượng say càng sáng mắt tâm phục khẩu phục trong lúc túy hòa thượng và bốc trụ tiên sinh đối ẩm với nhau thì Tuấn Phong đã trổ vô tướng bộ pháp hướng về phía Tây để đến Trúc Lâm Viên. Chẳng đi được ngỡ dặm mới sực nhớ mình chưa hỏi bốc chủ tiên sinh địa danh của đảo Hoa Thôn. chàng vỏ đầu. Mình sao ngờ nghịch như vậy không hỏi địa danh đảo Hoa Thôn. Chính vào lúc lưỡng nửa đó, Tuấn Phong thấy dáng người quen thuộc của A Hoàng từ trong một cổ miếu thoát ra và lướt đi nhanh không thể tả. Thấy bộ tướng của nàng trang cảm nhận A hoàn rất khẩn trương, tiền trổ luôn vô tướng bộ pháp băng mình đuổi theo. Hồi thứ 17 Dâm nữ là ai Tiểu hắc tử như kẻ mộng du ngơ ngơ ngác ngác Đi theo ngọc điệp lý phi tử Hắn đi theo nàng mà không một lời thắc mắc Vì cô nương xinh đẹp này đưa mình đi đâu Hình như gã chỉ còn là một cái xác biết di động Lầm lũi theo chân nàng Hai người kẻ trước người sau rời khỏi kim lăng thành Đi về hướng cửa bắc Ngọc Điệp Lý Phi Tử đột ngột đổi hướng vào một gian nhà kiến tạo chẳng khác nào miếu thờ thổ thần. Nàng vào luẩn quẩn qua ngưỡng cửa thì mất hút. Tiểu hắc tử cũng lẩn luôn vào gian nhà đó Đi thấy một bức rèm nhung trắng toát Hai bên gắn hai ngọn bạch lạp Cảnh tượng đó trông thật là ma quỷ Mà người có dũng tâm không thể nào đứng lâu được Tiểu hắc tử nhìn giáo giác không thấy ngọc điệp lý phi tử đâu Và hắn cũng quên bắn con gà luộc cầm trên tay Tiểu hắc tử gọi khẽ Cô nương, cô nương ở đâu rồi? Hắn vừa dứt lời tấm rèm trắng như lay động rồi tử tử vén lên một cánh tay nõn nà thò ra cánh tay với nước da trắng như bông bưởi kia chỉ có thể của một giai nhân sắc nước hương trời mà thôi nhãn quang của tiểu hắc tử như bị đóng đinh vào cánh tay tuyệt mỹ đó y nhìn không chớp mắt và con gà luộc rời khỏi tay y từ lúc nào mà bản thân y cũng không biết tiểu hắc tử vốn là một tiểu cái bang chẳng có chức phận gì hàng ngày cái đói thường dày vỏ gã thế mà giờ đây chỉ đối mặt với một cánh tay mỹ nữ thôi hắn đã bị hốt hồn ngay cả miếng ăn đã ở trong tay gã gã còn không mảng tới chứng tỏ cánh tay mỹ nhân kia là một kiến tạo tuyệt mỹ của thượng đế tiểu hắc tử nhìn không chớp mắt ngỡ như hắn đang nhìn một thứ báu vật vô giá trong cuộc đời này bất thần cánh tay mỹ nữ ngoắc tiểu hắc tử hắn đứng chơ ra như bị trời chồng rồi một giọng nói trong vắt như ngọc va vào nhau tiểu cẩu sao ngươi còn đứng đó hãy lại đây với ta bị gọi là tiểu cẩu phàm tiểu hắc tử phải nộ khí sung thiên nhưng xem ra tiểu hắc tử chẳng mang đến lời miệt thị đó. Đã vậy y còn từ từ tiến về phía chiếc rẻm trắng. Người hãy quỳ xuống trước sự ban ân của ta. Tiểu hắc tử chẳng khác nào tin nô bộc trung thành. Quỳ hẳn xuống dưới bàn tay thanh tú nõn nà. Y đúng là một con chó ngoan ngoãn được chỗ vuốt ve. Hãy tôn thờ ta. Tiểu hắc tử ngẩng mặt lên và áp má vào bàn tay ngọc đó. Hai mắt của hắn liêm diêm như muốn tận hưởng sự va chạm ngọt ngào mà hắn có nằm mơ cũng không sao có được cảm giác đó. Chiếc rèm từ từ vén lên cao, khuôn mặt của tiểu hắc tử như ngây như dậy trông như người đã bị mất cả thần khí. Đột ngột cánh tay ngọc ngà của mỹ nhân xoay tròn, liền theo đó một đạo kính nhu quất thẳng vào ngực tiểu hắc tử. Âm! Tiểu hắc tử hứng trọn đạo kính âm nhu đó, hất ngược ra phía sau, ngã sóng sỏi trên mặt đất, giọng nữ nhân trở nên đanh nhín tiểu cẩu đê tiện dám dẫn người đến đây lời vừa dứt thì a hoàn từ ngoài cửa phi thân vào nàng chỉ tay vào tấm rèm trắng vừa khép lại dân nữ ngọc điệp lý phi tử bây giờ ngươi còn chối nữa hay không bổn cô nương cho ngươi một bài học để chờ thoái dâm loạn đê tiện a hoàn vừa nói vừa vận chuyển chân nguyên phát một đạo chỉ công búng thẳng về phía tấm rèm trắng tiếng chỉ do a hoàn phát tác xé ra không khí gây nên một âm thanh nghe trói cả màng nhĩ Doạt cùng với đạo chỉ có a hoàn một kình đạo âm nhu cũng từ chiếc rèm thoát ra đón thẳng Âm a hoàn thối lui luôn năm bộ chân ngân đảo lộn mắt hoa như bị lọt vào cơn xoáy chốc không sao có thể định được phương vị a hoàn sau một lần chạm thẳng vào đạo kình của đối phương đã nhận biết ngay mình không phải là đối thủ của ngọc điệp lý phi tử mặc dù thắc mắc vừa mới đây thôi tại trúc lâm viên ngội công chân ngân nguyên khí của lý phi tử đâu có dữ dội như vậy thế mà bây giờ lại khắc hẳn A Hoàn nghĩ thầm. Có thể tại Trúc Lâm Viên ở dâm nước này không thi thố hết tài năng, nên mới bị nàng đánh bại dễ dàng như vậy. Nghĩ xong A Hoàn liền phi thân nước trở ra ngoài, bởi trong ý niệm nàng thầm nghĩ, mình có ở lại đây cũng chẳng làm gì được đối phương mà không khéo còn nguy hiểm đến tính mạng. A Hoàn thoát ra ngoài gian nhà đó, lên chỗ khinh thuật băng mình đi. Chính vào lúc đó thì Tuấn Phong xuất hiện chặn đường nàng. Cô nương, A Hoàn trừng mắt, Dâm tặc ngươi dám cản đường lâm tuyết thương này à Tuyết thương vừa quát vừa giận ngọc trưởng Bổ thẳng một đạo kinh âm như vào Tuấn Phong Thấy nàng vừa gặp đã phát tác trưởng công Tuấn Phong liền thi triển vô tướng bộ pháp Thoát khỏi tầm trưởng ảnh của tuyết thương miệng thì quát Dừng tay Tuyết thương nghiến răng gằn giọng Tuyết thương này chỉ dừng tay khi nào dâm tặc về trốn địa phủ mà thôi Nàng vừa nói vừa liên thủ xuất kích luôn một lúc năm thức ngọc Ngữ bái quan âm kình đạo và chỉ công đan chéo vào nhau tạo thành một võng lưới chết chóc trùng trùng điệp điệp chụp xuống với bọc thân hình thái tuấn phong trong võng lưới trưởng chỉ của tuyết hương tuấn phong vẫn bình thản di thân theo bộ pháp vô tướng khiến trưởng chỉ của nàng đánh hụt vào khoảng trống rồi cày dưới đất thành những rãnh dài loang lộ đánh mãi vẫn không sao chạm được vào chéo y của tuấn phong tuyết thương tức giận vô cùng tuyết hương quát lớn dâm tặc ngươi không dám thí một trưởng với bổn cô nương ư Tuấn Phong đứng nhìn nàng. Tài hạ và cô nương không thù không oán cỡ sao vừa diện ngộ. Cô nương lại muốn lấy mạng tài hạ. Còn nhất nhất gọi thái Tuấn Phong này là dâm tặc. Tuyết Hương chỉ vào mặt Tuấn Phong. Đích thị ngươi nào dâm tặc rồi. Tuấn Phong cau mày Do đâu mà cô nương nói tài hạ là dâm tặc. Ngươi còn nói gì nữa chứ. Há chẳng phải ngươi nào huynh muội với dâm nữ Ngọc Điệp Lý Phi tử sao. Chính mắt Tuyết Hương này thấy ả dẫn dụ gã tiểu cái bang vào trong gian nhà này để hành lạc. Tuấn Phong sửng sốt. Cô nương vừa thấy Lý Phi Tử dẫn dụ tiểu cây băng vào trong gian nhà này hành lạc ư. Chẳng lẽ mắt ta đuôi. Tại hạ phải vào đó cho rõ trắng đen. Thái Tuấn Phong rút lời liền đảo bộ lướt vào trong gian nhà mà Tuyết Hương vừa mới bỏ ra. Tuyết Hương quính quáng hờ lạnh một tiếng. Để coi ngươi còn nói gì nữa không? Nếu ả dâm nữ đó không như lời ta nói. Tuyết Hương này nguyện làm thân châu chó hầu hạ ngươi. Nói rồi nàng cũng dảo bước theo Tuấn Phong quay trở lại. Tuấn Phong vào trong gian nhà đó, chàng chỉ thấy tiểu hắc tử nằm duỗi dài dưới đất thở thoi thóp. Tuấn Phong đỡ tiểu hắc tử dậy, tiểu huynh đệ. Tiểu hắc tử rắn nhướng mắt nhìn chàng thèo thảo, chắc tiểu cái này chết mất. Sẵn chiếc tịnh bình, được linh đơn giải thương giải độc đã cướp được của trương nghiệp. Tuấn Phong chút luôn ba hoàn nhét vào miệng tiểu hắc tử. Tiểu huynh đệ rắn nuốt linh đơn này đi, thương thế sẽ bình phục thôi. Tiểu hắc tử trận tròn hai mắt cố nuốt ba hoàn linh đơn, Y dấn người một chút rồi thổ luôn một bụng máu bầm. Vào lúc đó thì Lâm Tuyết Hương từ ngoài bước vào. Thấy cảnh tiểu hắc tử thổ huyết nàng quắc mắt chỉ Tuấn Phong. Đúng là hạng đê tiện ngươi dùng độc đơn để giết người diệt khẩu. Tuyết Hương vừa nói vào lách mình tay vận cảnh phóng chỉ điểm vào vĩ lư của Tuấn Phong. Lần này Tuấn Phong vì bận đỡ tiểu hắc tử cho gã uống thuốc. Nên không kịp dụng vô tướng bộ pháp thoát đạo chỉ công của Tuyết Hương. Chàng dùng mình một cái tứ chi rũ rẩy không sao còn sức cử động được nữa. Tuyết Hương bước đến cạnh bên Tuấn Phong. Dâm tặc bây giờ thì ngươi đừng thoát khỏi tay bổn cô nương. Tuấn Phong giận quá. Vì cứ bị Tuyết Hương cho mình là hạng dâm ô quắc mắt nạt luôn. Tiện nữ ngươi một mực nói thái ra là dâm tặc. Ờ à, thì ta là dâm tặc đó cứ ra tay đi. Tuyết Hương cao mảy, Ngươi muốn chết thì ta cho chết. Nàng vừa nói vừa dâng cao hữu thổ vận đến tám thành kình lực trực bổ thẳng xuống đầu thái tuấn phong hứng chọn một trưởng của lâm tuyết hương nhất định tuấn phong không còn cơ hội nào nghĩ đến chuyện trả thù ngọc thủ của tuyết hương vừa toan phát kình tuấn phong hét lớn dừng tay tuyết hương nhìn thẳng vào mặt chàng ngươi sợ chết rồi ư thái gia không sợ chết đâu nhưng nghĩ cho cùng chết bởi tay côn ngương quả là một cái chết oan uổng chắc chắn vì cái sự oan ước đó mà thái gia sẽ trở thành oan hồn phiêu bạt không làm sao đi đầu thai được tuyết thương gằn giọng ngươi có đi đầu thai hay không là chuyện của ngươi nhưng bổn cô nương giết ngươi là lẽ đạo trên giang hổ. trừ đi một gã dâm ô đê tiện bá tánh sẽ bớt đi một đại họa tuấn phong hở một tiếng cô nương nói nghe thì rất đạo nghĩa chí tình chí lý như hành động cũng có khác gì ma nữ đâu tuyết thương trợn mắt dâm tặc ngươi nói ta là ma nữ ư tuấn phong gật đầu đích thị là như vậy rồi những kẻ có khẩu phật tâm xà như cô nương thì thấy ai cũng là hắc đạo hờ ừ, thế ngươi nói đi ta là ma nữ vậy hành động của ta là ma nữ chỗ nào chẳng lẽ giết ngươi một tên dâm tặc mà là ma nữ sao tuấn phong lắc đầu cô nương giết thái gia chẳng qua là sự hiểu lầm ta không trách nhưng họ nhân gia cắt lâm tiên sinh có thủ oán gì với cô nương mà cô nương ra tay đồ tệ tuyết hương như muốn nhảy dựng lên Ngươi vừa nói cái gì? Ta giết họa nhân ra cắt lâm tiên sinh. Bọn cô nương sẽ cắt nỗi ngươi vì ngươi dám ngậm máu phôn người. Tuấn Phong nhìn sững nặng. Nói như vậy cô nương không có ra tay hạ sát ra cắt tiên sinh sao? Tuyết hương từ từ thả tay xuống. Nhất định là không rồi. Thế mà chính tài hạ là người trôn thay họa nhân ra cắt tiên sinh đó. Tuyết hương trần trần nhìn chẳng. Tuấn Phong nói tiếp. Khi cô nương rời trúc lâm viên, tài hạ vào ngay trong nhà để diện kiến họa nhân tiên sinh nhưng thấy lão chỉ còn là một cái xác không hồn nói bậy lúc tuyết hương trở ra gặp ngươi gia cát tiên sinh vẫn còn sống mà thậm chí người còn mài mực sẵn để dựng bức khỏa trúc khoa lâm trong ngày đông giá tuấn phong nhìn tuyết hương đôi mày lấy kiếm của chàng cau hẳn lại cô nương không giết họa nhân gia cát lâm tiên sinh thì ai là người giết tiên sinh chứ chẳng lẽ người ra tay đổ tẻ lại hành động nhanh như vậy hờ xem cốt cách của ngươi và dâm nữ kia có thể hai người là thủ phạm giết họa nhân ra cát lâm Rồi đổ tội cho bổn cô nương Nói bậy Tuyết thương nghĩ chỉ có hai người mà thôi Các người giết ra cát tiên sinh Rồi chôn xác đổ tội cho tuyết thương này Tuấn Phong giết lên đanh nhín Tuyết thương cô nương sao lại hồ đồ như vậy chứ Lúc thì cho Lý Muội là dâm nữ Lúc thì cho ta là dâm tặc Giờ lại đổ thêm cả tội giết họa nhân ra cát tiên sinh Xem chừng cô nương có ý đổ gì Ta có ý đồ gì ư Chẳng có ý đồ gì cả Thấy kẻ gian ác phải tiêu trừ Để bước đi tai họa cho bá tánh mà thôi Nhưng muốn giết một người Hay nhận định một người Cô nương phải có cái nhìn minh chứng chứ Chẳng lẽ cứ bịt mắt rồi cho ai là dân nữ Dâm tặc hoặc ma đạo sát nhân Thì ra tay giết người đó sao Tuấn Phong nhún vai Nhìn bề ngoài của tuyết thương cô nương cũng đạo cốt hơn người Mặt hoa thì xinh xắn thông minh nhưng hành động và suy nghĩ giống như kẻ ngu si đần độn lâm tuyết hương đỏ mặt hiện trạng này mà ngươi còn dám chửi bổn cô nương nữa à tại hạ phải chửi cho hả giận trước khi mình thành ma chứ tại hạ chửi cô nương là kẻ ngu ngốc đần độn chỉ hành xử theo cảm tính của mình mà thôi thế ta phải làm như thế nào để ngươi tâm phục khẩu phục có chết cũng không biến thành oan hồn vất vưởng rất dễ thôi những gì cô nương vừa gắn cho tại hạ phải có bằng chứng có bằng chứng Thái Tuấn Phong này sẵn sàng quỳ dưới đất đưa đầu cho cô nương hành thổ mà không một chút oán thận. Thậm chí còn tự hào mình là bậc quân tử đại Trượng phu làm thi chịu Chứ không như phần tiểu nhân ngậm máu phun người Tuyết hương thở hắt ra một tiếng Dâm tặc ngươi nói nghe cũng được Sẵn có tiểu cái đây mặc dù y đang bị thương Bọn cô nương vẫn có nhân chứng vạch mặt ngươi và ả nữ kia Tuyết hương vừa nói vừa bắt hồ khẩu tiểu hắc tử về mặt của nàng trật biến đời Ái cha Tuấn Phong hỏi nàng Tiểu hắc tử bị trưởng công gì Hàn băng trưởng Tuấn Phong nhìn nàng Hàn băng trưởng là gì Tuyết hương con mày Ngươi thật không biết à Trưởng công của sư muội ngươi mà ngươi không biết Hay ngươi tính qua mặt ta Tuấn Phong nhún vai Quả là tại hạ chẳng hề biết môn công phu nào cả Ngoài hai tuyệt công vô tướng bổ pháp và bách thổ biến Hai môn công phu đó dù lợi hại tuyệt luôn Nhưng không phải là những sát công giết người để xem cô nương có thể dùng phương cách gì cứu tiểu hắc tử không tuyết thương suy nghĩ hàn băng trưởng là một công phu tối độc ai chúng nhầm trưởng ảnh này nếu không kịp hóa giải thì sau ba mươi sáu khắc huyết lưu sẽ đóng thành băng mà chết không phương cứu trước được nghe cô nương nói tà hạ có cảm nhận cô rất am tưởng y lý thế cô nương có trị được hàn băng trưởng không vừa rồi ngươi cho tiểu hắc tử dùng ba hoàn linh đơn của võ đăng hạ tuấn phong gật đầu đúng như vậy chính vì bận cho tiểu cái dùng ba hoàn linh đơn của võ đăng mà không kịp tránh chỉ công của tuyết thương cô nương thịnh bình giải độc đơn của võ đăng phái còn trong thắt lưng của tạnh hạ vậy ra lúc nãy ngươi không có ý giết người diệt khẩu tuấn phong không bao giờ làm việc đó nếu vậy bổn cô nương sẽ giải huyệt cho ngươi nhưng ngươi phải hứa là không được trốn chạy tại hạ là nam nhi đại trưởng phu việc mình làm mình chịu đứng trong trời đất đầu đội trời chân đạp đất không thể vì cái mạng nhỏ mà bị mang tiếng là tiện nhân bỉ ổi làm ô danh thái gia trang tuyết hương thở dài đại ngôn hay ngạo ngôn tạm thời bổn cô nương tin ngươi nói xong nàng áp ngọc thổ vào đại huyệt vĩ lư của thái tuấn phong giải huyệt cho thái tuấn phong xong tuyết thương nói luôn khi nãy ngươi vừa nói với ta hai tuyệt công hộ pháp của ngươi không phải là sát chiêu giết người tuấn phong vươn vai một cái tài hạ không bao giờ ngoa ngôn Tuyết Hương lắc đầu, ta không tin. Tại sao cô nương không tin? Vừa rồi ta giải huyệt cho ngươi, ta cảm nhận trong nội đan của ngươi có một luồng chân hỏa vô cùng mãnh liệt. Nếu luồng nội lực chân hỏa đó phát triển thành trưởng kinh thì vô cùng lợi hại, có thể đốt người trong nháy mắt. Tài hạ chưa từng biết mình có luồng chân hỏa đó. Chàng nói đến đây đồng thời cũng suy ngẫm. Chẳng lẽ Lâm Tuyết Hương nói gạt mình sao? Chưa bao giờ mình luyện công kia mà, nhưng chẳng lẽ nàng nói vậy để làm gì? và nàng cũng vốn là một tiên y bắt mạch biết được bên trong lục phổ ngũ tặng của người khác. Tuấn Phong nhìn Tuyết Hương, cô nương vừa nói một điều khiến Tài Hạ ngạc nhiên vô cùng. Ngươi có thể nói cho Tuyết Hương biết được không? Từ lúc ra ngoài giang hồ đến bây giờ, ngoài hai tuyệt nghệ của thúc thúc ra, Tài Hạ chưa từng luyện công làm sao có được chân ngươn thuần dương đó. Tuyết Hương nhìn chẳng, quả thật từ trước đến giờ ngươi chưa từng luyện công à? Tuấn Phong gật đầu, đúng như vậy. Nếu như chưa từng luyện công Thì chân ngân thuần dương kia chắc chắn do thúc thúc của ngươi bí mật truyền qua cho ngươi Tuấn Phong giờ mới vỡ lẽ chẳng thốt lên một tiếng a à, tại Hạ nhớ rồi Chân ngân thuần dương chính hỏa của tại Hạ nhất định do thiết hầu truyền qua Thiết hầu là gì? Tuấn Phong cải mở kể luôn cho Tuyết Hương biết rồi hỏi nàng Thế theo ý của cô nương Chân ngân thuần dương chính hỏa của tại Hạ có thể hóa giải được hàn băng trưởng không? Tuyết Hương gật đầu luôn chắc chắn là được rồi theo nguyên lý luyện hàn băng trưởng thì cần đến dương khí của nam nhân để hấp thụ gia tăng chân âm đặng phát tác thành băng hàn khí tiêu diệt đối phương như vậy tà công hàn băng trưởng chỉ có thể luyện thành ở loại người dâm ô nhất mà thôi tuyết hương mỉm cười gật đầu ngươi còn hỏi ta làm gì nữa chuyện đó của lý sư muội ngươi làm chẳng lẽ ngươi giả ngươi giả dạy chẳng biết tí gì tuấn phong thở ra nếu như lý sư mọi là dâm nữ tiện nhân dùng nam nhân hấp thụ nguyên dương thuần hỏa thì tuấn phong này nhất định sẽ lấy mạng nàng chàng quay lại tiểu hắc tử cô đừng hãy nói cho tại hạ biết cách để phát huy chân ngân thuần hỏa của tại hạ giải hàn băng trở cho tiểu cái tuyết hương nhìn tuấn phong ánh mắt của nàng không còn vẻ ác cảm như lúc mới đầu diện ngộ nàng trở giọng thật ôn tồn tử tốn tuyết hương sẽ truyền khẩu quyết khai sân phá đỉnh đây không phải là chiêu thức để giết người mà nó chỉ là khẩu quyết khởi đầu dùng để quy tụ nguyên khí cho những người mới bắt đầu hàm thủ võ công. Sau khi thái công tử quy nạp chân ngân thuần dương được rồi, mới mở mạch môn truyền qua đại huyệt thiên linh cái của tiểu hắc tử. Với phương pháp này, thái công tử sẽ tổn hại khá nhiều chân khí đó, nhưng cũng sớm hồi phục thôi. Tại hạ không ngại. Tiết hương liền truyền khẩu quyết khai sân phá đỉnh cho Tuấn Phong. Chàng vốn là một văn sinh nho nhã, nếu không có truyền thái gia bị thảm sát, đã có tên trên bảng vàng khoa hội nên khẩu quyết khai sơn phá đỉnh của lâm tuyết hương chuyển thổ tuấn phong tiếp thu chẳng khó khăn gì sau nửa khắc phận chuyển theo khẩu quyết khai sơn phá đỉnh tuấn phong cảm nhận trong kinh mạch của mình khác hẳn lúc trước huyết lưu như thông thoáng dồn dập thần trí sáng suốt hẳn lên chàng nói với tuyết hương tại hạ đã tổ thành khẩu quyết khai sơn phá đỉnh của cô nương tuyết hương nhìn tuấn phong ngạc nhiên vô cùng bán tín bán nghi nặng bắt hồ khẩu của chàng quả thật là như vậy không ngờ thái công tử đúng là đó kỳ hoa của võ học trung nguyên, cái mạng của tiểu cái này rất lớn. Cô nương có thể giải thích rõ hơn không? Mặc dù khai sơn phá đỉnh là khẩu quyết đầu tiên đối với người luyện võ, nhưng nó là nền tảng căn cơ rất khó, không phải một sớm một chiều mà tổ thành viên mãn. Có người luyện thành phải mất mười năm, có người mất hai mươi năm, có người nhanh nhất cũng phải mất một con trăng. Đó là những bậc kỳ nhân dị sĩ trăm năm mới xuất hiện một lần. Còn công tử chỉ trong nửa khắc đã luyện xong căn cơ khai sơn phá đỉnh. Đây là hiện tượng ngàn năm chỉ có một khiến Tuyết Hương phải ngạc nhiên. Nàng rất lời giận tiểu hắc tử ngồi thẳng lên. Tuyết Hương quan sát dung diện của tiểu hắc tử. Nàng nói, nếu không có chân ngân thuần hỏa của thái công tử, dù có dùng hết kho thuốc giải độc đơn của võ đăng y cũng không giữ được cái mạng đâu. Hàn băng trọng lợi hại như vậy à? Tuấn Phong vừa nói vừa dẫn truyền chân ngân thuần hỏa của mình vào mệnh môn rồi áp tay vào đại huyệt thiên linh cái của tiểu hắc tử tay chàng vừa chạm vào đại huyệt của tiểu hắc tử liền cảm tưởng như chạm vào một lớp băng lạnh giá Khí âm hàn từ đại huyệt của tiểu hắc tử ôn ôn trào ngược qua tâm trung của bản thủ chàng tuấn phong giật mình liền chuyển hóa chân ngân thuần hỏa cản lại chàng cảm nhận giữa hai bàn tay mình có lửa và nước đang quyện lấy nhau nhưng càng lúc luồng chân hỏa của chàng càng thắng thế cho đến khi nó lấn áp những đợt khí lạnh thẩm thấu qua thiên linh cái của tiểu hắc tử Tiểu hắc tử dùng mình liên tục mồ hôi tuôn ra dầm dề ướt đẫm cả trang y cái băng nhỏ nát. Gã dùng mình một lần nữa hai mí mắt nhướng to thở hắt ra một tiếng. Theo tiếng thở đó một bộ máu phun ra ngoài. Bộ máu do tiểu hắc tử phun ra chẳng khác nào cục băng đỏ còn toát hơi lạnh. Tuyết hương phấn khởi nói. Thái công tử tốt rồi thu hồi chân ngôn lại đi. Tuấn Phong liền theo khẩu quyết khai sơn phá đỉnh thu hồi nguyên khí. Trang mừng rỡ hỏi tiểu hắc tử Tiểu hắc tử ngươi thấy trong mình thế nào Tiểu hắc tử nhìn Tuấn Phong Quay sang tuyết hương rồi trở lại nhìn Tuấn Phong Ánh mắt của gã thật là ngờ ngạch Tuấn Phong hối thúc gã Tiểu hắc tử ngươi thấy trong mình thế nào Tiểu hắc tử nhìn Trang theo thao Thần thâu đại ca Tiểu hắc tử này còn sống hả Tuấn Phong gật đầu Ngươi vẫn còn sống Tiểu cái bị trúng hàn băng trưởng may mắn được vị cô ngưng đây cứu sống Tiểu hắc tử quay sang nhìn tuyết hương đa tạ tỷ tỷ đã cứu mạng tiểu hắc tử nghe tiểu hắc tử xưng mình là tỷ tỷ tuyết hương thoáng ẩn mặt e thẹn nàng khoát tay nói luôn không phải ta cứu ngươi đâu nếu không do thái công tử dùng chân ngươn thuần hỏa e rằng sinh mạng của ngươi sớm về chầu diêm chúa rồi tuấn phong đặt tay lên vai tiểu hắc tử tiểu hắc tử ngươi tỉnh lại là ta mừng rồi giờ ngươi hãy nói cho ta biết có phải ngươi đã bị ngọc điệp lý phi tử dẫn dụ vào đây để luyện tả công rồi dùng hàn băng trưởng giết ngươi phải không tiểu hắc tử ngơ ngác đỏ mắt nhìn khắp chung quanh ơ ờ, sao tiểu cái lại ở đây tuấn phong cau mày nhìn tuyết hương rồi quay lại tiểu hắc tử tiểu hắc tử ngươi dáng nhớ lại quay tuyết hương chỉ chiếc rèm trắng che trường kỷ ngươi nhớ chỗ này không tiểu hắc tử lắc đầu tiểu cái không hiểu gì hết mà sao tiểu cái lại ở đây còn ngọc điệp lý phi tử nào nữa thần thâu đại cai nói đi đã có chuyện gì xảy ra với tiểu hắc tử sự thật ngươi không nhớ gì nữa à tiểu cái không nhớ gì hết tiểu cái nhìn con gà luộc ơ ờ, con gà của tiểu cái ai quẳng như thế này y vừa nói vừa cúi xuống nhặt con gà tuyết hương nhìn tuấn phong có lẽ sau khi trúng hàn băng trưởng tâm thần tiểu hắc tử chấn động không nhớ gì cả nhưng tuyết hương dám đảm bảo với thái công tử chính lý sư muội của công tử làm ra chuyện này tuấn phong thở dài quay lại tiểu hắc tử tiểu hắc tử ngươi có biết canh ba đêm nay hẹn với ai không tiểu hắc tử gật đầu nhớ nhớ chết rồi thần thâu đại ca hãy cùng đi với tiểu hắc tử nhé tuấn phong sẽ đi với ngươi nhưng ngươi hãy nói cho ta và tuyết thương cô nương biết ngươi đã bị ai dùng hàn băng trưởng đánh đến trọng thương tiểu hắc tử dãy nảy thần thâu đại ca quả thật tiểu hắc tử này không biết sao mình ra như vậy nữa mà ai lại đã thương tiểu cái chứ tiểu cái đâu có hận thù với ai tuấn phong tin ngươi chàng quay lại tuyết thương tại hạ sẽ cố truy ra hành tung của lý sư mậy nếu quả như lý sư mậy là dân nữ thì tại hạ sẽ lấy mạng nàng ngay lập tức Do tại hạ cần phải đi Tuyết hương thở dài nhìn Tuấn Phong Thái công tử bảo trọng Công tử là kỳ hoa của võ lâm Đừng để ma nữ cướp mất sự tinh tế Mà ông tạo đã trao cho người Tại hạ sẽ ghi nhận lời chỉ giáo của cô nương Tuấn Phong sực nhớ đến chiếc túi phấn long diên hương Của lâm tuyết hương Chàng liền lấy túi phấn long diên hương Trao qua tay nàng Lúc ở Trúc Lâm Viên, Tài Hạ mạo mọi chỗ bách thủ biến đoạt túi phấn hương của cô nương giờ xin trao trả lại tuyết hương mỉm cười rồi bất thần lắc đầu công tử hãy giữ lấy long diên hương có công dụng giải trừ bách độc công tử sẽ có cơ hội dùng đến nó tuyết hương tặng cho công tử đó tuấn phong toan cất tiếng từ chối nhưng nàng đã băng ra cửa đứng ngay ngưỡng cửa tuyết hương quay lại thái công tử nếu chúng ta có duyên sẽ gặp lại tuyết hương sẽ điều tra cái chết của họa nhân ra cát lâm hy vọng tiên sinh không phải là do thái công tử di hại nàng nói xong quay lưng và chỉ loáng một cái đã mất sạng vào trời đêm lạnh lẽo bên ngoài cầm chiếc túi phấn long diên hương tuấn phong thở dài một tiếng chàng quay lại tiểu cái tiểu hắc tử chúng ta đến nơi hẹn với vị cung nương đã cho gà ngươi ăn tiểu hắc tử mừng rỡ tiểu cái này còn sống là nhờ thần thâu đại ca hồi thứ mười tám oan tỉnh cổ miếu thần hoàng canh ba tuyết rơi trong màn đêm dưới ánh trăng lúc tỏ lúc mờ trong miếu thần hoàng thật là kỳ dị và lạ lùng tuyết sừng trên mái phản chiếu ánh trăng như bảy đom đóm đang đóng tổ mà đom đóm thì có đóng tổ bao giờ miếu thần hoàng vốn đã được kiến tạo rất âm u bí hiểm trong đêm nay nó càng bí hiểm và âm u hơn nếu bất cứ ai đứng trước cảnh tượng này nếu không biết chắc cũng ngại ngùng đặt chân vào khu cổ miếu này mặc dù tòa cung thủy điện vừa bốc cháy dữ dội nhưng tiếng trống mó canh vẫn vang lên từ thành kim lăng Cùng với tiếng trống canh đó thì mẫn vĩ linh từ trong cổ miếu thần hoàng bước ra Nàng đứng ngay bậc tam cấp đưa mắt nhìn về thành kim lăng Ngọn lửa đỏ vừa rồi khiến vĩ linh trột dạ Nàng không biết trong thành kim lăng kia đã xảy ra chuyện gì Nhưng thấy ngọn lửa đỏ linh tính báo cho nàng biết tiểu hắc tử đã gặp chuyện không may Mặc dù tâm trạng bồi hồi như vậy Nhưng mẫn vĩ linh vẫn giữ trạng thái bình thản điểm tĩnh Nàng dõi mắt chờ đợi tiểu hắc tử vĩ linh nhìn ánh trăng trên cao lẩm nhẩm nói đến bây giờ sao tiểu hắc tử vẫn chưa về chính vào lúc vĩ linh đang nóng lòng chờ tiểu hắc tử thì chợt nghe bên tay mình có tiếng ai đó thỏ thẻ ôn nhu tử tốn tiếng nói nghe như mũi kêu nhưng tiềm ẩn bên trong một oai lực kỳ lạ khiến người nghe phải chú thần tiểu nữ phải ngươi đang chờ tiểu hắc tử và thái tuấn phong ngoại danh tiểu thần thâu nghe tiếng nói đó vĩ linh đảo thân nhìn quanh nàng không phát hiện tiếng nói kia từ đâu phát ra vĩ linh nghiêm giọng ai đó nếu là chính nhân hãy xuất đầu lộ diện bổn nương là chính nhân nương tử tiểu nữ đừng ngại bổn nương chỉ muốn giúp tiểu nữ mà thôi phi linh sực nhớ đến vô tâm nhân liền mừng rỡ nói người có phải là vô tâm tiền bối cứ cho ta là người đó đi tiểu nữ muốn diện ngộ với tiền bối ta đang ở ngay bên phải ngươi vĩ linh mừng rỡ quay ngoắt qua bên phải nàng giật nảy mình bởi thấy một đôi mắt sáng rực ngỡ như hai ngọn cung đang sáng ngời trong đêm tối vĩ linh chớp mắt liên tục bởi nàng không tin vô tâm nhân có ánh mắt như vậy Vĩ Linh lắp bắp Ngươi là ai? Ngươi là ai? Bổn nương chỉ muốn giúp tiểu nữ thôi chứ không có ý hại ngươi Hai ánh mắt chớp một cái Sau cái chớp đó Gần như ánh mắt đã biến sắc qua màu đỏ thẫm kỳ dị vô cùng Vừa chạm vào ánh mắt đỏ như hai hòn than ấy Tâm thần Vĩ Linh đã bị rung động tận cổng Ánh mắt kia như hai hạt dạ minh châu Chiếu ánh sáng vào tận cùng trí não của nàng Bao nhiêu ý niệm của nàng bất chợt tự trung vào đôi mắt kia Vĩ linh cố lấy lại tinh thần Nhưng nàng không sao di nhãn rời khỏi hai điểm sáng trước mặt Tiểu nữ hãy đến đây Vĩ Linh như bị ánh mắt ma quái kia hấp hồn Nàng chẳng khác nào tiểu hắc tử Lúc diện ngộ với cánh tay mỹ nhân Ngu ngơ thả bước về phía đôi mắt đó Tiểu nữ người rất ngoan ngoãn bổn nương sẽ không phổ lỏng ngươi. Vĩ Linh ngờ ngạch nói Tiền bối chỉ dạy Vĩ Linh này sẽ tuân lệnh người Tiểu nữ tốt lắm vừa rồi bổn nương đã dùng nhiếp thần đại pháp để cứu độ cho ngươi nếu ngươi ngoan ngoãn sẽ là đệ tử của ta bằng ngược lại ta sẽ lấy cái thần của ngươi tiểu ngữ lúc nào cũng vâng lệnh thánh mẫu tốt lắm ngươi hãy quay lưng lại đây mẫn phi linh thực hiện lệnh của người đó nàng vừa quay lưng thì người tự xưng là thái mẫu xòe bàn tay ngọc thổ trắng muốt đến trước lạ lùng vô cùng khi ẩn hiện trong lòng bàn tay người đó là một cánh bướm mập mở như đang vỗ cánh bàn tay đó áp thẳng vào bả vai phải của vĩ linh nàng thất sắc rú lên một tiếng thật lớn a à, cùng với tiếng rú thất thanh đó vĩ linh từ từ khuỵu xuống ánh mắt xanh dần cũng vụt biến mất chứng tỏ kẻ tự xưng là thái mẫu đã đi rồi vĩ linh gục xuống không bao lâu thì tuấn phong cùng với tiểu hắc tử xuất hiện trên tay tuấn phong là ngọn đuốc tỏa ánh sáng chiếu rọi khuôn viên tiền sảnh miếu thần hoảng tiểu hắc tử nhận ra vĩ linh đang nằm mọp dưới bậc tam cấp y cùng với tuấn phong chạy đến bên nàng tiểu hắc tử chỉ vĩ linh chính là vị cô nương này tuấn phong đỡ vĩ linh vừa lúc nàng cũng kịp tỉnh lại ngơ ngác nhìn chàng ngươi ngươi là ai nàng dọi thu nhãn qua tiểu hắc tử tiểu cái ngươi đến rồi à? vĩ linh vừa nói vừa lách người ra khỏi cánh tay của tuấn phong đang đỡ nàng nàng hỏi tiểu cái tiểu hắc tử ngươi có gặp tuấn phong không tuấn phong nhìn vĩ linh tài hạ chính là thái tuấn phong giang hồ tặng cho ngoại danh tiểu thần thâu vĩ linh quay ngoắt lại nhìn chàng chằm chằm mặt nàng thoáng ửng hồng dưới ánh sáng ngọn đuốc trên tay tuấn phong người người chính là thái tuấn phong vậy có gì làm bằng chứng không tuấn phong lắc đầu tài hạ không có bằng chứng gì cả nhưng tài hạ là thái tuấn phong không phải người giả danh đâu vĩ linh gật đầu còn ta là mẫn vĩ linh cô ngương là mẫn vĩ linh nàng gật đầu chắc công tử đã biết ta nàng vừa nói vừa cúi mặt nhìn xuống mũi hải nàng cảm nhận mặt mình đỏ bừng như huyết lưu đã dồn tất cả lên trên tuấn phong gật đầu trước ngày lên đường ứng thí tuấn phong có nghe ra ra vào thân mẫu nói về chuyện thái gia và mẫn gia chàng thở dài một tiếng khi nghe tin toàn gia bị hại tuấn phong không còn tâm trí để nghĩ đến chuyện đó nữa vĩ linh nhìn chẳng chàng không nghĩ đến nhưng vĩ linh không thể nào không nghĩ thái gia và mẫn gia hứa hôn với nhau coi như vĩ linh đang là người của thái gia rồi chính vì vậy mà vĩ linh mới trốn khỏi gia môn ra ngoài giang hồ tìm chàng tuấn phong xúc động vĩ linh linh muội tuấn phong có lỗi với muội đã không đến mẫn ra đại ca kéo tử lẩn ra chỗ khác ghé vừa đi vào lẩm bẩm ả à, nha đầu này đi tìm phu quân thế mà mình cứ ngỡ chuyện hệ trọng gì khá như sực nhớ chuyện gì liền quay trở lại mẫn cô nương tiểu cái này đã tìm được tiểu thần thâu cho cô nương rồi cô nương hãy giải độc cho tại hạ vĩ linh mỉm cười thật ra mẫn vĩ linh đâu có hạ độc tiểu cái mà chỉ nhét vào miệng ngươi một hạt đậu đen mà thôi Nàng lấy mặt nén vàng nhét vào tay gã Tiểu cái dùng nén vàng này mua rượu và thức ăn nhé Đa tạ tiểu cái nhiều lắm Tiểu cái nhe răng cười rồi bỏ đi ra ngoài miếu thần hoàng Gã vừa đi vừa tổm tiệm cười Ví von ngông nga một câu thơ Thương nhau thì mấy sông cũng lội Mấy núi cũng chèo Tuấn Phong tảng hắng Tiểu cái dùng vai bỏ đi một mạch ra bên ngoài Tuấn Phong hỏi Vĩ Linh khi nãy đại ca đến đây thấy muội nằm phổ phục dưới bậc tam cấp này muội bị gì vậy vĩ linh cau mày muội cũng không hiểu nữa muội nhớ đang đứng đây chờ tiểu cái vào đại ca rồi khi tỉnh dậy thấy hai người ở bên cạnh mình chắc có lẽ tại muội quá mệt mỏi đã huynh chuẩn nội lực chân ngân thuần hỏa cho muội nghe vĩ linh khoát tay vĩ linh cảm thấy khỏe lắm huynh đừng nên tổn phí chân ngân của mình nàng nhìn chàng rồi cho tay vào ống tay áo xiêm y lấy ra chiếc lệnh bài của thái cương vĩ linh nói lúc mới đến thái gia trang để cúng tế lão nhân gia và thái mẫu thì gặp được kỳ nhân tự xưng là vô tâm nhân vị tiền bối vô tâm nhân đã truyền thủ mê tông bổ cho vĩ linh và trao cho mọi chiếc linh vị của thái gia cùng với tấm da dê để tìm cách trao cho đại ca vĩ linh vừa nói vừa trao chiếc linh vị thái cưng cho tuấn phong rồi nàng bất chợt biến sắc khi đặt tay vào thắt lưng mình ấy tấm da dê đâu rồi rõ ràng vĩ linh giấu tấm da dê trong thắt lưng của mình mà Tuấn Phong vào đón chiếc linh vị của thân phổ mình và nhìn nàng, linh muội mất cái gì? Một bức da dê, vô nhân tâm tiền bối đã căn dặn muội nhất định phải trao hai thứ đó cho đại ca. Một là tấm linh bài, hai là bức da dê. Thế mà muội đã đánh mất tấm da dê rồi, rõ ràng lúc muội đứng chờ đại ca còn tấm da dê trong thắt lưng mà. Nếu vậy thì có người đã đánh muội ngất xỉu rồi đoạt tấm da dê đó. Tấm da dê đó quan trọng như thế nào? Theo mọi suy đoán vô tâm nhân tiền bối quan tâm đến tấm da dê như vậy Nhất định nó có quan hệ đến bát tuấn đỏ Phí linh lắc đầu tự vỗ vào đầu mình Mọi có lỗi với đại ca mọi thật là vô dụng Tuấn Phong nắm tay Vĩ Linh an ủi Linh bậy đừng tự trách mình như vậy Bức da dê kia dù có giá trị đến mấy cũng không thể sánh bằng tấm lòng của Linh muội Tuấn Phong chìa chức Linh vị đến trước mặt nàng Chiếc linh vị này rất quý đối với đại ca Nó chính là hồn tiên của Gia Gia đã được muội đem đến tận tay huynh Cái ơn này đại ca biết lấy gì để trả Vĩ Linh bẽn lẽn nhìn chẳng Đại ca sao nói vậy muội không phải là người họ thái sao Tuấn Phong mỉm cười với nàng Nụ cười của chàng thật đôn hậu ngập tràn hứng khởi Tất nhiên Linh muội là người của thái gia rồi Tuấn Phong nói xong thì Vĩ Linh như bị hút nhấp vào ngực chàng Đại ca nếu đại ca đã coi Linh muội là người của Thái Gia Thì đối với Mẫn Gia Đại ca có nghĩ mình là người của Mẫn Gia không? Tuấn Phong gật đầu Linh muội đã coi Thái Gia là nhà mình Thì Tuấn Phong cũng coi Mẫn Gia là nhà mình Trang thở dài một tiếng Nhưng chỉ sợ Đại ca sợ gì? Thái gia đã tan nhà nát cửa, chẳng còn chút danh vị gì trên giang hồ. Huynh sợ lão nhân gia không chấp nhận mình là người của mẫn gia. Vị linh quý gặp mặt xuống, nếu như gia gia của muội bội tín thất thôn đại ca nghĩ như thế nào tuấn phong thở dài mặc dù có nghe thân phụ nói đến chuyện hứa hôn nhưng khi thái gia bị thảm họa huynh không dám nghĩ đến chuyện đó bây giờ đã gặp linh muội rồi đại ca nghĩ sao cuộc đời của huynh chưa biết sẽ ra sao địch nhân thì khắp mọi nơi trong giang hồ hai vai lại mang nặng trí cầu và tâm nguyện của thúc thúc vô tướng thần thâu huynh sợ đại ca sợ gì sợ liên lụy đến muội Vĩ Linh lắc đầu Vĩ Linh không sợ gì cả Khi nghe tin Thái Gia bị thảm họa Quả thật ra Gia đã bội tín thất thôn Ép muội gả cho sầm Gia Chính vì lẽ đó mà muội đã trốn khỏi nha môn quyết đi tìm huynh Tuấn Phong nhìn thẳng vào mắt nàng Linh mệnh làm vậy không sợ tiếng thị phi của thiên hạ ư Vĩ Linh lắc đầu Không một lời đã hứa hôn của hai họ Vĩ Linh coi như mình là người của Thái Gia Sách có câu Tại gia tổng phổ xuất giá tổng phu Mặc dù ra ra bội tín thất ngôn với đại ca Nhưng Linh Mội tâm niệm coi đại ca như tướng công của mình Chẳng lẽ lúc này đại ca đang gặp hoạn nạn Linh Mội này bàn quan vận đồ cô dâu lên kiểu hoa về với sầm ra sao Tuấn Phong khẽ nói Linh Mội huynh không ngờ Linh Mội tốt với huynh như vậy Đại ca chỉ lo no muội theo đại ca rồi sẽ khổ mà thôi Vĩ Linh lắc đầu Đại ca đừng nghĩ vậy Nếu đại ca sợ mọi khổ thì ngay bây giờ trước Linh vị lão nhân ra mội và đại ca tế trời đất kết thành dây ngẫu tuấn phong lắc đầu linh muội muội phải suy nghĩ kỹ lại đại ca không biết rồi đây mình sẽ ra sao nữa chỉ khi nào hoàn thành tâm niệm trí cờ và tâm nguyện của thúc thúc đại ca mới nghĩ đến chuyện này nước mắt vị linh rơm rớm trào ra hai bên khóe mắt nàng thổn thức nói muội chẳng đáng nào phu nhân của đại ca sao một lời hứa hôn của hai họ muội coi như mình đã thành thân rồi thì còn chờ bái trời tế đất bái song thân tiền đường hai họ mà thôi chuyện ngày sau như thế nào vĩ linh không cần biết chỉ muốn cùng với tuấn phong tế trời lại đất để chọn câu đạo nghĩa mà thôi nếu linh muội đã quyết như vậy vĩ linh mừng rỡ ôm trọn lấy tuấn phong muội sẽ lo lắng cho đại ca tuấn phong mỉm cười chẳng vô tình lật linh vị nhìn lại ngoại danh của cha mình tuấn phong cau mày linh muội xem này vĩ linh nhìn tấm linh vị thấy hàng chữ vô cực trưởng giáo tuấn phong nói với chàng thì ra 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 chính là vô cực trưởng giáo vĩ linh lẩm nhẩm vô cực trưởng giáo vậy thân phận của đại ca đã rõ rồi nếu không có gì thay đổi đại ca sẽ thế lão nhân ra đảm nhiệm chức vị vô cực trưởng giáo vô cực trưởng giáo ở địa phương nào vĩ linh lắc đầu muội cũng không biết tuấn phong cười khởi một tiếng xem ra vô cực giáo chỉ có một mình trưởng giáo mà thôi chứ chẳng có giáo chúng nàng nguyết chẳng không cần nghĩ gì nữa nàng kéo tay tuấn phong đại ca chúng ta tế trời tế đất tế vong linh lão nhân ra nhé tuấn phong gật đầu vĩ linh đặt tấm linh vị xuống trước mái hiên miếu thở thần hoàng nàng quay lại tuấn phong đại ca mình hành lễ đi tuấn phong cùng với nàng quỳ xuống trước tấm linh vị khấn thẩm tuấn phong và mẫn vĩ linh xin bái trời bái đất bái vong hồn thái gia nguyện cùng sinh cùng tử vì lời giao ước của hai họ mẫn và thái khấn xong hai người đồng hành đại lễ ba lần vi linh quay sang tuấn phong bây giờ đại ca thuộc về muội rồi và muội cũng đã thuộc về họ thái rồi chẳng còn sợ miệng đời dị nghị thị phi nữa nàng bén nén nép vào ngực tuấn phong đại ca trăng hôm nay đẹp quá muội rời ra môn ra ngoài giang hồ mục đích chỉ tìm đại ca và cuối cùng đã gặp được đại ca rồi huynh cũng không ngờ chữ duyên đến với mình quá đột ngột như vậy mình đã lại trời tế đất bái vong linh thân phổ đã chính thức trở thành phu thê rồi muội phải dáng bảo trọng đó muội sẽ theo chân đại ca đến mọi nơi dù gian khó mấy cũng chịu tuấn phong lắc đầu không được đâu muội theo đại ca sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng của muội đại ca đừng lo muội đã có tuyệt nghệ mê tông bộ và ngọc nữ di hoa của vô tâm nhân tiền bối truyền thổ để muội biểu diễn cho đại ca xem nhé tuấn phong gật đầu vĩ linh đứng lên thi triển bộ pháp mê tông bóng nhân ảnh của nàng như nhập vào màn tuyết trắng xóa và biến hóa khôn lường khiến cho thần nhãn của tuấn phong phải hoa lên không biết hư thực chỗ nào vĩ linh thoát một cái lướt đến bên cạnh mà tuấn phong chẳng hề phát hiện được đại ca chàng giật mình thấy vĩ linh đứng ngay bên cạnh tuấn phong nói tuyệt nghệ so với vô tướng bộ pháp của huynh mê tông bộ của muội chẳng hề kém suốt tí nào vĩ linh thích thú báo lấy cổ chẳng linh muội theo đại ca được chứ được nhưng muội phải cẩn trọng không được ỷ thì vào bộ pháp linh diệu mà có thể bị nguy đến tính mạng. Với Linh gật đầu. Được đại ca cho đi cùng Linh muội mừng lắm rồi. Nàng vừa nói đến đây chợt khẽ kêu một tiếng. Ôi! Tuấn Phong nhìn nàng. muội sao vậy? Nàng mỉm cười co rúm người lại. Đứng ngoài trời tuyết như thế này muội lạnh lắm. Mình vật trong miếu ngủ qua đêm rồi mai hãy ni khai của đây về mẫn ra ra mắt ra da, da của muội Lão nhân ra sẽ tức giận vì đại ca và muội đã cái lệnh nàng xa sầm mặt xuống ra ra đã hứa hôn rồi thì còn trách gì nữa vi linh vừa nói vừa kéo tuấn phong vào trong miếu hai người vào trong cổ miếu thần hoàng vi linh ngồi nếp vào lòng tuấn phong ngọn đuốc sáng rực tỏa ánh sáng chiếu vào hai người nhập nhọn in bóng họ lên vách tường. vi linh ngước mắt nhìn chàng tướng công hãy ôm mọi đi nàng từ từ nhắm mắt chờ đợi nụ hôn của chàng tuấn phong từ từ cúi xuống đặt một nụ hôn vào hai cánh môi đang hé nở chờ đợi của nàng Chính vào thời khắc chàng sắp hôn nặng Thì đâu đó có tiếng ai truyền âm nhập mặt nghe như tiếng mũi kêu truyền đến thính nhĩ Tuấn Phong Thiếu hiệp hãy coi bên bả vai phải của nàng Tuấn Phong thoáng sửng sốt trong khi Vĩ Linh cứ nhắm mắt trở đợi Chàng đặt tay lên vai Vĩ Linh rồi bất thần kéo trễ xuống Nàng khẽ nói Đại ca Dưới mắt Tuấn Phong trong ánh sáng nhập nhọn của ngọn đuốc Hình cánh bướm như nhảy múa trong hai con ngươi chẳng Tuấn Phong trột giả nghĩ thầm Trời ơi ngọc điệp ngọc điệp tí chút nữa thôi mình đã bị hại rồi nghĩ như vậy tuấn phong nghiến răng hất vĩ linh ra chàng đứng bật dậy trong lúc vĩ linh còn ngỡ ngàng chẳng hiểu chuyện gì tuấn phong chỉ tay vào mặt nàng cười gằn rồi nói ngọc điệp dâm nữ tí chút nữa thôi tiểu thần thông này đã bị hại bởi ngươi rồi vĩ linh há hốc miệng đại ca sao lại gọi muội là ngọc điệp dâm nữ ngươi đừng giả vào đóng kịch nữa nể tình ngươi đã có công đem linh vị của gia gia ta đến gặp ta bằng không ta đã giết ngươi rồi Chàng gần từng tiếng đừng gặp mặt tuấn phong này nữa tuấn phong rất lời trổ luôn kinh thuật thoát ra ngoài cửa miếu thần hoàng Chàng vừa đến ngưỡng cửa thì chạm vào mẫn vĩ linh nàng nất nghẹn nói tướng công sau này gọi linh muội là dâm nữ tuấn phong quát lớn dâm nữ tránh ra chàng vừa quát vừa trổ luôn bách thủ biến tất thẳng vào mặt mẫn vĩ linh bốp nàng cứ chọn cái tát tàn nhẫn của Tuấn Phong mà không hiểu được sao chàng lại đột ngột thay đổi như vậy mắt Vĩ Linh hoa cả lên thấy cả cổ miếu thần hoàng trao đảo dữ dội Tuấn Phong vừa rồi phát tác bách thủ biến vô tình lại vận nội lực vốn có của mình nên Vĩ Linh mới tối sầm mặt như vậy nàng té xuống đất Tuấn Phong lạnh lùng nói dân nữ ngươi đừng hy vọng dở thủ đoạn để đoạt chân ngươn thuần hỏa của tiểu thần thâu chàng rất lời trổ luôn vô tướng bộ pháp thoát ra ngoài Mẫn Vĩ Linh gào lớn, tướng công. Tiếng thét của nàng vang lên lồng lộng nhưng bóng Thái Tuấn Phong đã bật tích rồi. Vĩ Ninh đứng chờ vơ giữa trời tuyết lạnh lẽo mà không sao hiểu được sự thay đổi đột ngột của Thái Tuấn Phong. Nàng lắc đầu rồi bật khóc thổn thức. Thái tướng công, sao chẳng lại đối xử với Vĩ Linh như vậy, sao chẳng lại hát thổi Vĩ Linh. Vĩ Linh ngồi xuống bậc tam cấp khóc tức tuổi, nàng có biết đâu. Một cánh bướm của ma nữ đã in vào bả vai của nàng, nên mới khiến Tuấn Phong thay đổi đột ngột như vậy. Nàng ngồi xuống bậc tam cấp vừa khóc vừa than. Tuấn Phong sao lại như vậy chứ? Vĩ Linh vừa than dứt câu thì có người đáp trả nàng. Gã thì tàn nhẫn với nàng còn ta thì luôn tốt đối với nàng. Vĩ Linh ngẩng lên nhận ra người vừa nói không ai khác mà chính là Sầm Nghị. Vĩ Linh giết lên thế thé, Cậu trẻ ngươi đi ngay sao cứ theo ta hỏi vậy. Sầm Nghị vẫn phớt lờ lời mắng như của Vĩ Linh. Y cười khẩy một tiếng lạnh nhạt nói Vì sao ta theo nàng bởi ta yêu nàng Và ta muốn có nàng trong vòng tay của ta Hạ hạ hả, hả Hắn vừa nói vừa tiến về phía Vĩ linh Vâng thưa quý vị và các bạn Trên đây đã kết thúc phần thứ 5 tiểu thuyết Bát tuấn đồ của tác giả giả cổ long Nếu các bạn thấy hay Xin hãy vui lòng like chia sẻ đăng ký và ủng hộ cho kênh Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.